thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của bậc cực hỷ chẳng phải là Đại Bồ Tát. Chính cái danh tại nội, tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của bậc ly cấu cho đến bậc Pháp Vân chẳng phải là Đại Bồ Tát bạch thế tôn hoặc tại nội tại ngoại tại lưỡng gian của bậc cực hỷ hoặc tại nội tại ngoại tại lưỡng gian của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh tại nội tại ngoại tại lưỡng gian của bậc cực hỷ và cái danh tại nội tại ngoại tại lưỡng gian của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh tại nội tại ngoại hoặc tại lưỡng gian của bậc cực hỷ là đại bồ tát chính cái danh tại nội tại ngoại hoặc tại dưỡng gian của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là đại bồ tát thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của bậc cực kỳ chẳng phải là đại bồ tát chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hoặc khả đắc bất khả đắc của bậc cực hỷ hoặc khả đắc bất khả đắc của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh khả đắc bất khả đắc của bậc cực hỷ và cái danh khả đắc bất khả đắc của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của bậc cực hỷ là đại bồ tát chính cái danh khả đắc hoặc bất khả đắc của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân là đại bồ tát lại nữa thiện hiện người quá nghĩa nào mà nói là chính cái danh năm loại mắt chẳng phải là đại bồ tát chính cái danh sáu phép thần thông chẳng phải là đại bồ tát cụ thọ thiện hiện bạch bạch thế tôn hoặc năm loại mắt hoặc sáu phép thần thông rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được về tánh chẳng có huống là có cái danh năm loại mắt và cái danh sáu phép thần thông các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh năm loại mắt là đại bồ tát chính cái danh sáu phép thần thông là đại bồ tát thiện hiện ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của năm loại mắt chẳng phải là đại bồ tát chính cái danh thường hoặc vô thường của sáu phép thần thông chẳng phải là đại bồ tát Bạch Thế Tôn hoặc thường vô thường của năm loại mắt, hoặc thường vô thường của sáu phép thần thông, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có, Vốn là có cái danh thường vô thường của năm loại mắt và cái danh thường vô thường của sáu phép thần thông các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh thường hoặc vô thường của năm loại mắt là đại bồ tát chính cái danh thường hoặc vô thường của sáu phép thần thông là đại bồ tát Thiện hiện, ngươi lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh lạc hoặc khổ của năm loại mắt chẳng phải là Đại Bồ Tát, chính cái danh lạc hoặc khổ của sáu phép thần thông chẳng phải là Đại Bồ Tát bạch thế tôn hoặc là khổ của năm loại mắt hoặc là khổ của sáu phép thần thông rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh lạc hoặc khổ của năm loại mắt và cái danh lạc khổ của sáu phép thần thông các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh lạc hoặc khổ của năm loại mắt là đại bồ tát chính cái danh lạc hoặc khổ của sáu phép thần thông là đại bồ tát thiện hiện người lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của năm loại mắt chẳng phải là đại bồ tát chính cái danh ngã hoặc vô ngã của sáu phép thần thông chẳng phải là đại bồ tát bạch thế tôn hoặc ngã vô ngã của năm loại mắt hoặc ngã vô ngã của sáu phép thần thông rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh ngã vô ngã của năm loại mắt và cái danh ngã vô ngã của sáu phép thần thông các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh ngã hoặc vô ngã của năm loại mắt là đại bồ tát, chính cái danh ngã hoặc vô ngã của sáu phép thần thông là đại bồ tát. Thiện hiện, người lại quán nghĩa nào mà nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của năm loại mắt chẳng phải là đại bồ tát, chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của sáu phép thần thông chẳng phải là đại bồ tát? bạch thế tôn hoặc tịnh bất tịnh của năm loại mắt hoặc tịnh bất tịnh của sáu phép thần thông rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được vì tánh chẳng có huống là có cái danh tịnh bất tịnh của năm loại mắt và cái danh tịnh bất tịnh của sáu phép thần thông các danh này đã chẳng có thì tại sao có thể nói là chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của năm loại mắt là đại bồ tát chính cái danh tịnh hoặc bất tịnh của sáu phép thần thông là đại bồ tát